Một tình huống lùi số quá tay đã khiến cho team Kobinji như muốn nhảy ngược ra ngoài. Rất may, bị cái vẫn còn chút tình thương với hoàng tử Đài Loan nên vẫn không chịu chùi lỗ. Thế nhưng, nó cũng để lại cho Di một thử thách không hề dễ khi bị cái bị lỗ tít ấy giam chặt. Ấy vậy nhưng tay cơ Đài Loan không chút chần chừ, anh quyết định thực hiện ngay một cú mắt xề mãn nhãn. Để rồi, khi Tám nhẹ nhàng rơi xuống lỗ, cả khán đài và cả đối thủ Federgos cũng dành cho những tràng phố tay với Kobinji. Và đó cũng là bước ngoặt để anh tạo nên cú ngược dòng cực kỳ đẳng cấp trước máy bắn bi trẻ tuổi nước Nga tại Las Vegas Open 2013. Cả hai cơ thủ đều có cho mình màn khởi động trơn tru với hai chiến thắng trong hai game đầu chia đều. Tưởng như Federgos sẽ tạo ra khác biệt khi dọn bàn game 3 rất sành điệu và làm chủ trong phần lớn thời gian game 4. Tài năng trẻ sinh năm 2000 vẫn cực kỳ chắc tay, ăn đến hết bi 6. Nhưng rồi khi đặt vào thế phải cân bằng bi 7 mới ra được 8, Fedo đã mắc sai lầm khi gọi sai lỗ. Phần còn lại với bi 8, 9, 10 siêu thoáng là quá dễ dàng để Kobinji cân bằng tỷ số 2 đều. Nắm quyền phá bi ván tiếp theo, tưởng đâu Hoàng tử Bia sẽ có một cú break and run siêu mượt khi một chấm dọn đến tận bi số 10. Ấy vậy mà nhưng trong một đường bi vô cùng cơ bản, một cú lắc lỗ không thể thốn hơn đã xuất hiện khiến Binji rơi vào trầm cảm. Đương nhiên, Federgos không thể nào từ chối món quà siêu VIP ấy được, và anh đã có game thắng có thể nói là dễ nhất trong sự nghiệp. Thắng may mắn, Federgos đứng trước cơ hội vươn lên thắng set đầu chung cuộc. Nhưng cú phá bi tai hại đã khiến cầu thủ người Nga đánh mất lợi thế. Ngay lập tức, anh đã phải trả giá khi Kobinji đi một chấm hết bàn, tận dụng rất tốt cơ hội để thêm lần san bằng cách biệt 3 đều. Tuy vậy, cú đề ba của Hoàng tử Đài Loan lại đẩy bi mục tiêu 2 quá xấu. Một pha giấu bi khiến Federgos phải thực hiện cú sút tề. Rất tiếc cho Fedo khi cú nhảy của anh thiếu chút nữa là chuẩn xác. Tuy vậy, tài năng trẻ vẫn để lại thế bị đuôi khá khó cho Binji. Cuối cùng, sau vài cơ giằng co, Federgos đã giải quyết bài toán bị hại. Thêm con 4 giải quyết gọn gàng nữa, Goss đã giải quyết hoàn toàn những bài toán khó nhằn nhất. Để rồi, cú dứt điểm chính xác bi 10 giúp cho máy bắn bóng Nga chiến thắng game 1 hoàn toàn xứng đáng với tỷ số 4-3. Có lợi thế lớn về tâm lý sau khi dẫn điểm, Federgos tự tin để 3 set 2 với cú phá khá tời. Vậy nhưng tình huống ăn 1 đã đẩy bi cái của anh về thế côn bằng. Dẫu vậy nhiều đó chưa thể làm khó Fedo, anh vẫn một chấm dọn bàn và hoàn thành cú break and run không một vết xước. Phong độ lên cao, tay cờ Nga dọn gần như sạch sẽ Văn Hải. Nhưng khi trên bàn chỉ còn bi 9 và 10, cú điều xấu đã khiến cho Goss không thể có tình huống kết liễu như ý. Bi mục tiêu 9 lắc lỗ sau cú chém, và đến lúc này Kobinji mới được trở lại bàn đấu. Ấy thế mà pha A băng ăn lỗ tít của anh lại đi chạch quỹ đạo khi bi 9 vẫn đập thêm băng nữa. Cờ lại về tay Federgos và lần này chắc chắn sẽ không có một cú chém lỗi nào nữa. Tỷ số của set 2 đã được tài năng Nga nâng lên thành 2-0. Đến ván 3, Fedo lại thêm một lần phá thủy. Gương mặt của anh chàng ấy khá buồn bởi anh biết rằng Kobinji một khi đang bị đẩy vào thế chân tường, chỉ cần có cơ hội dù là nhỏ nhất, tay cờ Đài Loan cũng sẽ hủy diệt tất cả. Cơ mà pha trô về số quá tay của Binji khi ăn bi 7 suýt chút nữa khiến anh ôm hận. Rất may bi cái vẫn còn chút ân tình nên không chịu xuống lỗ. Chết thuật thường sống dài, Kobinji Marseille bi 8 đẳng cấp trước hàng loạt tràng pháo tay của khán giả. Có cho mình highlight mượt mà, sự tự tin đã trở lại với hoàng tử xứ đài. Lúc này đẳng cấp lên tiếng, Binji dễ dàng tạo thêm một game break nữa để cân bằng tỷ số set 2 với 2 đều. Đến ván thứ 5 thì mọi chuyện lại không còn đơn giản như thế. Cú đề 3 không được tơi của Kobinji buộc hai tay cơ phải đấu trí trong cuộc chiến thủ ngay con bi số 1. Federgos một hồi cân đo đong đếm đã từ chối quyền bắn sau khi đối thủ phút xào. Binji sau cú sút tê đã lại lần nữa đuôi bi rất hiểm, khiến Fedo không còn đường bắn và xịt cờ. Nắm trong tay quyền đặt bi, Kobinji nhanh chóng đi hết bàn bằng những cú điều sắc lẹm. Anh có lần đầu vươn lên dẫn trước đối thủ ở set 2 với tỷ số 3-2. Đứng trước cơ hội lớn để đưa kết quả chung cuộc của trận đấu về vạch xuất phát, ấy thế Kobinji lại có pha phá bi không khéo chút nào. Tuy nhiên, bi 1 vẫn bị bịt kín. Vì thế Federgos quyết định full sao, ăn luôn bi 2 nhưng vẫn thủ được con 1 khá kỹ. Đứng trước thế khó, nhưng Hoàng tử Đài Loan quyết định chơi tất tay khi công luôn với pha cộng 1 ăn 3. Nhưng ý đồ bất thành khiến cho game đấu lại là cuộc chiến dài hơn. Với sự cò cưa bi 1 từ cả hai cơ thủ, Binji thậm chí chơi chắc khi vác luôn cả hai gậy nhảy ra khẻ đối thủ. Và rồi tình huống sút tê chuẩn xác với đường nảy bi đẹp mắt đã giúp cho tay cơ xứ đài xử đẹp ván đấu. Cú lội ngược dòng quá đối ấn tượng của Kobinji. Tỷ số là 4-2, đồng nghĩa phần thắng set 2 chung cuộc thuộc về tay cơ châu Á. Vậy nên trận chiến bắt buộc phải bước vào set 3 quyết định. Kobinji mở màn với cú phá bi khổng tốt. Federgos tận dụng rất tốt thời cơ để phản công. Anh một chấm lia bàn để qua đó tiếp tục vươn lên dẫn trước trong set mới.
nhưng cú phá bi game sau của Fedo không biết sẽ khiến anh vui hay buồn. Bởi dù đã chui lỗ tới 3 bi, nhưng sau tình huống ra gậy ấy, con bi 1 lại bị bi 2 bịt đường ăn. Tay cơ trẻ chọn phương án an toàn thủ bi và chắc mầm sẽ làm khó người đàn anh. Cứ mà phải bị đặt vào thế nâng cao như thế này, bản lĩnh của một tay cơ hàng đầu thế giới mới được Kobenji thể hiện. Anh tự tin chỉ vào lỗ tít trái để khẳng định luôn sẽ là một cú cân băng hoành tráng. Và kết quả đó là siêu phẩm múa gậy không tì vết của Sepko. Sự hưng phấn đẩy lên cao độ và lúc này không còn thế lực nào có thể ngăn cản hoàng tử tỏa sáng nữa. Đến ngay cả tình huống chạy đạn của Kobenji cũng trở nên hết sức tinh tế. Fedogos không còn bất cứ điểm nào để chạm bi mục tiêu. Nhưng rồi đến bi 6, ở cái thế bị bi 8 che mất khiến má da còn quá mỏng, Kobenji đã có tình huống điều thất bại. Nhưng Fedogos không thể vẽ thêm siêu phẩm A-băng như người đàn anh. Tay cơ trẻ mắc lỗi giúp quyền đặt bi về lại tay gì. Cơ thủ Đài Loan dễ dàng cân bằng tỷ số một đều. Hai ván sau đó đã chứng kiến sự bình tĩnh và bản lĩnh đến đáng sợ của Kobenji. Trong khi Fedogos đã cho thấy dấu hiệu tâm lý với nhiều pha điều lỗi, thì Binji lại công thủ hết sức toàn diện. Anh tạo ra chuỗi 3 thắng và dẫn 3-1. Qua đó chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc đúng một game nữa thôi. Đến ván quyết định, một lần nữa Kobenji chơi chắc khi phút sau, Fedo cũng tiếp tục nhường quyền bắn. Và Binji suýt chút nữa ăn thành công luôn bi số 10. Chắc chắn sự tiếc nuối tột cùng của tay cơ Đài Loan là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi chỉ thêm một cú ra gậy ngay sau đó, Fedogos đã làm nốt công việc còn lại để rút ngắn cách biệt còn 2-3, kéo trận đấu dài thêm một game nữa. Ván tiếp theo quả thực là một bữa đại tiệc suốt tề. Khi thế bi vô cùng khó rời, hai thầy liên tiếp phải dùng đến gậy nhảy, nhưng kết quả đều không thành công khiến khán giả hết lần này đến lần khác suýt xòa. Và cuối cùng Fedogos đã mắc sai lầm định đoạt luôn trận chiến với cú suốt tề lắc lỗ bi hài. Tất cả đều đã phơi trước mắt và Kobenji nhẹ nhàng dọn bàn đấu và chính thức khép lại cuộc đối đầu hấp dẫn bằng chiến thắng 2-1 chung cuộc. Một pha ngược dòng quá ấn tượng của hoàng tử Đài Loan. Sức trẻ của Fedogos có thể cho anh sự hưng phấn để vươn lên dẫn trước. Song sự khác biệt mà Kobenji mang tới nằm ở bản lĩnh. Với những pha chuyển bại thành thắng cực kỳ ấn tượng, cả hai đều xứng đáng nhận lời khen từ khán giả. Nhưng ngôi sao đẳng cấp hơn mới là kẻ nở nụ cười cuối cùng. Và đó chính là niềm tự hào châu Á, Kobenji.